Dạ, câu 8. Số liệu thống kê cho biết có 40% các hộ gia đình ở thành phố có nhập hàng năm nằm trong khoảng từ 1.200 USD đến 2.000 USD. Vậy phải điều tra một mẫu gồm bao nhiêu hộ gia đình để với xác suất 0,95 tỷ lệ các gia đình có thu nhập trong khoảng nói trên sai lệch so với tỷ lệ chung của thành phố không quá 4%. À, cảm ơn. Thì cái này nó nói về tỷ lệ không? Tỷ lệ chung của thành phố là 40% và cái là tỷ lệ mà các hộ gia đình mà mình khảo sát trên mẫu đó. Tỷ lệ các hộ gia đình mình khảo sát trên mẫu gọi là tỷ lệ mẫu em. Thì cái đề bài bài này đó, thì nó cho là yêu cầu là cái xác suất để mà cái tỷ lệ mẫu nó lệch so với cái tỷ lệ chung của thành phố. Tỷ lệ chung của thành phố là nhiêu? 0,4, 40% lệch là mình lấy trừ phải không? Cái này nó không quá 4%, tức là 0,04. Nè, cái này là mình đọc nè, cái này là xác suất nè. À, ta có xác suất để cái tỷ lệ mẫu nó lệch so với cái tỷ lệ trung bình của thành phố, tỷ lệ chung của thành phố không quá 4%, đúng chưa? Này mình đọc nè, xác suất nè để cái tỷ lệ mẫu nó lệch so với cái tỷ lệ chung của thành phố, cái này là tỷ lệ chung của thành phố nè, không quá 4%, 4% tức là 0,04, không? Thì cái xác suất này đó nó cho là bằng nhiêu? 0,95. Bây giờ đây là kêu tìm nào, giống như bài nãy, bài nó cho mãi nó cho cái xác suất này, nó kêu tìm n đúng không, nhưng mà lúc nãy là ít ngang đó, trừ mi nó nhỏ hơn 4, nhỏ bằng 4, không quá 4. Còn này xác suất để cái tỷ lệ mẫu nó lệch so với cái b này, b0 này, cái b này không, không quá 4%, rồi kêu cũng cũng tìm n nữa đấy. Thì nói chung như thế, cách làm như thế. Viết xong rồi xóa. Thì bây giờ là tỷ lệ hộ gia đình ở thành phố A có thu nhập trong khoảng từ 1.200 đến 2.000, thì cái tỷ lệ chung của thành phố là cái này. À, gọi B ngang là tỷ lệ mẫu, thì chúng ta có cái xác suất để cái B ngang này trừ cho cái tỷ lệ chung của thành phố không vượt quá 4%, cái xác suất này nó bằng 0,95. Bây giờ từ cái chỗ này mình sẽ tìm n, đúng không? Tìm n tức là phải điều tra một mẫu gồm bao nhiêu hộ, một mẫu gồm bao nhiêu hộ, tức là tìm tìm n đó. À, thì cái xác suất này mình sẽ triển khai thành là cái biến ngẫu nhiên z, đúng không? Thì theo định lý giới hạn trung tâm đó, thì mình có là theo định lý giới hạn trung tâm thì em nhớ là cái z bằng b ngang trừ cho b căn bậc 2 của b nhân 1 trừ b nhân căn n. Cái này nó sẽ có phân phối chuẩn 0,1 với n khá lớn không? Vậy thì cái này có nghĩa là mình sẽ lấy cái mẫu n khá lớn. Đấy, thì từ cái xác suất này mình sẽ đưa về cái xác suất để mà cái z nó lớn hơn cái số, nó bé hơn cái số nào đó, không? Thì cái này mình đặt là z này, theo định lý giới hạn trung tâm. Cái này mình ghi thêm một câu là theo định lý giới hạn trung tâm ha. Theo định lý giới hạn trung tâm. Với n khá lớn.
À, có. Nên cái điều số 1 này nè. Nên cái điều số 1. Điều số 1 là cái điều trên đây này em. Điều số 1 này thì nó sẽ tương đương là z nhỏ hơn cái số này. Mà z nhỏ, giá trị tuyệt đối của z nhỏ hơn số này thì nó sẽ bằng hai lần phi của cái số này trừ 1. Không, hai lần phi của số này trừ 1. Vậy thì cái số này, phi của cái số này nó sẽ bằng 0,975. Không? Và cái số này thì bây giờ mình tra bảng 0,975 thì nó bằng phi của mấy? Đây em thấy 0,975 nó nằm chỗ này. Trên cái bảng số 2 á. Thấy không? Thì tra ra đầu dòng là 1,9 ở trên là 6, vậy thì 1,96. Thấy không? Thì cái số ở trong đây nó sẽ bằng là gì? Này là bằng phi phi của 1,96. Đấy. Vậy thì cái này nó sẽ tương đương xuống đây là cái số ở trong dấu ngoặc này á, nó sẽ bằng 1,96. Và mình bấm shift solve ra cũng được ha. Bấm shift solve ra. Mình sẽ tìm được cái này. Nhưng mà lúc này thầy nói là mình sẽ lấy n nó sẽ lớn hơn cái số này, là cái số làm tròn nó lớn hơn cái phần nguyên của số này một đơn vị, tức là mình lấy n bằng 577. Thì rõ ràng khi mà lấy n bằng 577 thì nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện là biến công viên z này nó lớn hơn là biến công viên z này là nó sẽ có cái luật phân phối chuẩn 01, nó đảm bảo cái biến ngẫu nhiên z này có luật phân phối chuẩn 01 theo định lý giới hạn trung tâm. Cái câu 8 này là chủ yếu là mình vận dụng cái định lý giới hạn trung tâm. Ghi thành một dòng để cho các em dễ hình dung, để dễ thấy. Thì cái thằng này nó tương đương với thằng này hết em. Này mình ghi số 1 xuống đây luôn. Điều số 1 này nó tương đương. Điều số 1 là điều trên đây nè, điều trên đây nè. Xác suất để mà z nó nhỏ hơn bằng số này. Giá trị tuyệt đối không? Thì thầy nhắc lại là gì? Nhắc lại nè. Nhắc lại là nếu nè, nếu thằng z mà nó có luật phân phối chuẩn 01 thì cái xác suất để mà trị tuyệt đối của z nó nhỏ hơn cái số alpha này thì nó sẽ bằng cái gì? Xác suất nha các em, hai lần phi của alpha trừ 1. Bây giờ công thức này là mình học ở chương 3 rồi nè đó, thì nhắc lại cái công thức này. Thì đây là chỗ này là z nè các em, chỗ này là z nè, đúng không? Chỗ này là z nè, này là z, còn chỗ này là alpha nè, xác suất để mà trị đối với z nhỏ hơn alpha nè bằng hai lần phi alpha, đúng không, trừ 1, bằng hai lần phi của alpha. Alpha là nguyên cái cụm này, cái này là alpha nè, trừ 1, được chưa? Đó. Rồi cái bài này các em có cần giải thích gì thêm nữa không ạ?